Là người phụ nữ duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là một bông hồng thép đã thổi làn gió mới vào ngành hàng không Việt. Sở hữu 1 triệu đô ở tuổi 21, đến cuối năm 2019 thì khối tài sản của bà đã chạm mốc 2,7 tỷ đô. Thành công đó là trái ngọt đến từ sự thông minh, quyết đoán và tài năng của một người phụ nữ sở hữu cú đấm thép bọc nhung. Với quan điểm không làm chuyện cò con từ khi mới khởi nghiệp, có lẽ thành công sẽ tiếp tục nở rộ với bà trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nguyễn Thị Phương Thảo, bông hồng thép thổi làn gió mới vào ngành hàng không Việt. 21 tuổi đã trở thành triệu phú. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ngày 7 tháng 6 năm 1970 trong một gia đình gốc Hà Nội. Nổi lên như một trong những học sinh xuất sắc nhất thuộc thế hệ mình, bà từng theo học chuyên ngành kinh tế tài chính tại Nga cuối những năm 80. Sau thời gian rùi mài kinh sử ở Đông Âu, bà tốt nghiệp với bằng cử nhân kinh tế và tín dụng ngân hàng, tiến sĩ kinh tế, đồng thời từng nắm giữ chức vụ ủy viên sáng lập Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế Liên bang Nga. Khi còn nhỏ, bà Thảo ước mơ mình sẽ trở thành cô giáo giống như mẹ, có một công việc ổn định ở nơi giảng đường, mua được căn chung cư và chiếc xe máy cá vàng là đủ. Tuy nhiên, sau khi nhận học bổng du học, tiếp xúc với môi trường quốc tế ngay ở thời điểm các nước Đông Âu đang cải cách chính trị và kinh tế, bà Thảo nghĩ Việt Nam cũng sẽ thay đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường. Trường Đại học Plekhanov, bà Thảo theo học là nơi các chính trị gia, các nhà kinh tế, tài phiệt hàng ngày tiếp xúc với nhau. Thầy giáo bà lại là chủ tịch quốc hội thời đó. Từ trong sâu thẳm, có điều gì đó đã thôi thúc bà liều mình để thay đổi. Thế là bà Thảo tạm gác ước mơ riêng và bắt đầu theo đuổi con đường kinh doanh. Khi đó bà mới 18 tuổi, là sinh viên năm thứ hai. Với quan niệm không làm chuyện cò con, bà Thảo làm gì cũng làm hết mình, làm đến tận cùng. Bà kể lại, thời đó 8 giờ sáng đi học, chiều về tôi bắt đầu làm các công việc kinh doanh khác nhau. Hôm nào cũng 12 giờ đêm mới về để ngồi thống kê sổ sách. Tận 2 giờ sáng, chị em cùng phòng mới lọ mọ nấu cơm ăn tối. Ngủ chưa tròn giấc, 5 giờ sáng lại gọi nhau dậy sắp xếp một số việc kinh doanh trước khi đi học. Sớm nhận thấy cơ hội từ thương mại quốc tế, bà bắt đầu nhập hàng điện tử, máy tính, máy fax, đồng hồ, băng đĩa hay hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông để kinh doanh tại Đông Âu. Ở chiều ngược lại, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường đang rất khát như phân bón, sắt thép, thiết bị. Theo tờ Bloomberg, sự nhạy bén và chăm chỉ đã giúp bà có những thành công bước đầu, đồng thời kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ngay khi mới 21 tuổi. Vùng vẫy trên thương trường Việt. Sau khi quay về Việt Nam, bà Thảo đầu tư vào hai lĩnh vực tài chính và bất động sản, để lại nhiều dấu ấn trong kinh doanh. Năm 1992, bà cùng với chồng là doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng đã thành lập công ty Sovico, tập trung vào các lĩnh vực liên quan tới đầu tư, kinh doanh và tài chính. Ông Hùng được biết đến là thành viên Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp của APEC, ABAC, do Thủ tướng phê chuẩn, đồng thời là Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ, thành viên duy nhất của Doanh nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và được diễn đàn này bầu chọn là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2007. Trong giai đoạn này và có lẽ cho tới tận bây giờ, thành công của bà Thảo có phần đóng góp rất lớn từ ông Hùng, người đặt nền móng cho công việc kinh doanh của hai vợ chồng. Chính họ đã đặt viên gạch đầu tiên cho Sovico Holdings tại Việt Nam nhờ việc phân phối xe Kamaz và UAZ từ Nga. Về phía sản xuất, nhờ các mối quan hệ mà Sovico nhập được xe giá rẻ. Về phía tiêu thụ, công ty này cũng dựa mối quan hệ để kiếm được những hợp đồng béo bở. Trong chuyện kinh doanh này, có một chi tiết thể hiện rất rõ tầm nhìn của hai vợ chồng ông Hùng bà Thảo nhưng thường không được đề cập. Ở thời điểm đó, với tham vọng tiến vào thị trường bất động sản, Sovico không chỉ tối đa hóa lợi ích trước mắt từ việc bán xe mà còn nuôi dưỡng các mối quan hệ để cho thuê đất, lấy mục đích phát triển những khu vực chuyên bảo trì xe làm lý do. Kỳ thực, lượng đất này sau khi đã thuê sẽ được đầu tư làm bất động sản để sinh lợi. Năm 2000, bà Thảo góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và VIB tại Việt Nam. Tới năm 2003, bà trở thành tổng giám đốc của ngân hàng HD Bank, luôn đi đầu về việc đổi mới chiến lược, tăng tốc phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ. HD Bank dần trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn mạnh nhất Việt Nam.
Theo đánh giá của The Asian Banker, từ 2011 đến 2019, HD Bank đã duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Các chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động luôn ở mức cao. Bà Thảo luôn tâm niệm mang dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng và lan tỏa giá trị nhân đạo đến cộng đồng. Hàng năm, các chi nhánh HD Bank trên cả nước đều tổ chức các hoạt động thiện nguyện như xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hiến máu nhân đạo. Bên cạnh việc điều hành HD Bank, bà Thảo còn thâu tóm và trở thành cổ đông chính của tập đoàn Địa ốc Phú Long vào năm 2004, sau đó thực hiện thương vụ mua bán hệ thống khách sạn Furama 5 sao ở Đà Nẵng từ tay tập đoàn đầu tư nước ngoài, trở thành người Việt Nam đầu tiên sở hữu hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Làn gió mới của ngành hàng không Việt Nam. Hơn một thế kỷ phát triển của ngành hàng không, chưa có bất kỳ một CEO nữ nào thành công trong lĩnh vực này. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Việt Nam là người đầu tiên đã làm nên kỳ tích, trở thành nữ doanh nhân duy nhất khởi nghiệp và điều hành một hãng hàng không thương mại của riêng mình mang tên Vietjet Air. Ban đầu, đề án của Vietjet Air là một hãng hàng không 5 sao, tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi. Trong một dịp gần Tết, bà Thảo đi thăm những gia đình có công với cách mạng ở vùng cao. Một bà mẹ đã hỏi, bao nhiêu tấn thóc để có thể mua được một chiếc vé máy bay để mẹ để dành. Mẹ chỉ mong trước khi nhắm mắt được bước chân lên máy bay. Câu nói đó khiến bà Thảo giật mình và nó cứ văng vẳng bên tai bà trong quá trình hoàn thành đề án. Vậy là bà Thảo quyết định quay sang nghiên cứu mô hình đại chúng, giá rẻ và nhận thấy mô hình này mang lại cơ hội bay cho rất nhiều người, kéo theo sự phát triển của kinh tế, du lịch, đầu tư rất mạnh mẽ. Bà bắt đầu đi tìm kiếm các đơn đặt hàng máy bay mới, số lượng lớn, thời gian giao máy bay đáp ứng kế hoạch. Qua nhiều năm nghiên cứu các mô hình hàng không giá rẻ như Southwest, Ryanair và AirAsia, năm 2007, bà Thảo nhận giấy phép đầu tư vào Vietjet, nhưng do giá dầu cao nên bà phải trì hoãn kế hoạch khởi động. Năm 2010, bà và hãng AirAsia hợp tác liên doanh, song mô hình này cũng sớm đổ vỡ vì nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Không từ bỏ giấc mơ của mình, năm 2011, bà mở hãng hàng không riêng lấy tên Vietjet Air, định hướng phát triển theo mô hình bay giá rẻ với mục tiêu trở thành một Emirates của châu Á. Năm 2013, Vietjet Air bỏ ra hơn 9 tỷ đô la Mỹ để thuê và mua 100 máy bay Airbus. Thương vụ này được coi là sự bứt phá mạnh mẽ của một hãng hàng không tư nhân mới trong ngành thay vì chỉ độc quyền bởi Vietnam Airlines như trước đây. Tổng giám đốc thương mại toàn cầu của Airbus, ông John Leahy, dành lời khen ngợi cho bà Thảo. Đây là người phụ nữ có bàn tay sắt bọc nhung, cứ thử đàm phán hợp đồng với bà ấy mà xem. Ẩn trong người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn ấy là một tư duy lớn không tưởng, chảy ra chóc vẩy tìm đường IPO cho Vietjet. Có lúc tưởng như phải bỏ cuộc, thế nhưng với quyết tâm làm việc tới cùng, bà Thảo không ngần ngại tới từng cơ quan ban ngành trình bày nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Trái ngọt tới sớm khi ngay ngày đầu tiên lên sàn, Vietjet Air đã ngay lập tức gia nhập nhóm doanh nghiệp tỷ đô. Năm 2017, cổ phiếu Vietjet niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOS) với vốn hóa thị trường thời điểm đó là 1,4 tỷ đô la Mỹ. Trong năm tiếp theo, Vietjet vận chuyển 23 triệu lượt khách, chiếm 46% thị phần hành khách nội địa. Con số này tương đương hơn một nửa lượt khách của AirAsia, hãng hàng không giá rẻ số 1 tại Đông Nam Á. Doanh thu của Vietjet tăng 27%, đạt mức 2,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, trong khi doanh thu của AirAsia chỉ tăng 9%, đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu tiếp theo của bà Thảo là trong một ngày không xa, cổ phiếu Vietjet sẽ có tên trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bà Thảo đã đứng ra ký kết những hợp đồng lịch sử hàng chục tỷ đô la Mỹ. Điển hình là hợp đồng mua 100 tàu bay 737 MAX trị giá 12,7 tỷ đô la Mỹ. Trước đó còn có hợp đồng thuê mua 100 tàu bay của Boeing và hợp đồng mua hơn 100 tàu bay Airbus. Thành tích ấn tượng và những ồn ào. Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2018, Vietjet có 64 máy bay hiện đại với tuổi trung bình trẻ nhất chỉ 2,82 năm. Trung bình cứ hơn một tháng thì hãng này mở ra một đường bay mới và mỗi ngày hãng vận hành trên 300 chuyến bay. Hiện tại, Vietjet đang áp đảo thị trường hàng không nội địa.
Dưới sự điều hành của nữ tướng Phương Thảo, năm 2018, doanh thu vận tải hàng không tăng trưởng tới gần 50%, mang về doanh thu 33.815 tỷ đồng, vận chuyển 23 triệu lượt hành khách trên gần 120.000 chuyến bay. Cũng trong năm 2018, Vietjet đã mở thêm 10 đường bay quốc tế mới, tiếp tục mở rộng mạng bay tới khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế với Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc. Mang triết lý hàng không phục vụ đại chúng, bà Thảo không ngần ngại chia sẻ mục tiêu xây dựng Vietjet là Emirates của châu Á và khẳng định: "Tôi xây dựng Vietjet không chỉ nhằm cung cấp vé rẻ hơn cho các khách hàng có thu nhập thấp mà còn mang đến cho họ trải nghiệm Skybox tiêu chuẩn cao." Tại lễ trao giải thưởng doanh nghiệp ASEAN ABA năm 2019 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN tại Thái Lan, Vietjet được xướng tên là doanh nghiệp tốt nhất ngành hàng không tại Đông Nam Á năm 2019. Ngày 1 tháng 8, hãng công bố kết quả kinh doanh khá ấn tượng, tiếp tục tăng trưởng mạnh và dẫn đầu lượng khách vận chuyển nội địa với 44% thị phần trong 6 tháng đầu năm 2019 với 68.821 chuyến bay. Bên cạnh thành tích kinh doanh ấn tượng, Vietjet của bà Thảo cũng gây chú ý với loạt ồn ào liên quan đến chiến lược marketing. Tháng 8 năm 2012, vì tổ chức sự kiện biểu diễn bikini trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Vietjet Air bị phạt 20 triệu đồng và bị dư luận tẩy chay. Trước vấn đề này, bà Thảo chỉ nói, người ta có quyền mặc bất cứ thứ gì người ta thích. Chúng tôi không cảm thấy phiền nếu người ta gắn Vietjet với trang phục bikini. Nếu chuyện này làm người ta thấy vui thì chúng tôi cũng vui. Tiếp đó, vào cuối năm 2017, Vietjet Air lại tung ra bộ lịch bikini cho năm 2018 với hình ảnh các cô siêu mẫu trong trang phục bikini gợi cảm. Báo chí quốc tế trong lần đầu tiên viết về hãng bay này cũng từng gọi Vietjet Air là hãng hàng không bikini. Mới đây nhất, sau màn tiếp đón hoành tráng bằng vòi rồng và dòng chữ thể hiện tình yêu với U23 Việt Nam trên chuyên cơ, Vietjet Air một lần nữa lại làm dậy sóng dư luận khi hình ảnh người mẫu mặc bikini xuất hiện trên chuyến bay chở các cầu thủ U23 Việt Nam được lan truyền chóng mặt trên các trang báo và mạng xã hội. Nữ doanh nhân tỷ đô. Trong một bài phỏng vấn, bà Thảo cho biết bà không bao giờ tính toán giá trị tài sản của mình là bao nhiêu, thay vào đó bà chỉ tập trung vào công việc. Tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2019, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 2,7 tỷ đô và là người phụ nữ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách tỷ phú tiền đô theo Forbes. Trong sự nghiệp kinh doanh của mình, bà Thảo từng đạt nhiều giải thưởng danh giá. Tháng 11 năm 2018, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN Robert Yap trao cho bà hai giải thưởng Nữ Doanh nhân xuất sắc tại khu vực ASEAN và Nữ Doanh nhân xuất sắc Việt Nam. Đến tháng 12, Forbes chính thức vinh danh Nữ Doanh nhân của Vietjet Air trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với vị trí thứ 44, tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng năm 2017. Ngoài ra, Bloomberg cũng đánh giá bà là một trong 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu năm 2018, bên cạnh những nhân vật như Chủ tịch cựu Dự trữ Liên bang Mỹ, Giám đốc Tài chính của Microsoft, Ngoại trưởng Canada, Tổng thống Nam Phi. Bà cũng được bình chọn là CEO của năm 2019 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APAC CEO of the Year. Nổi tiếng với những thành tựu lớn, bận rộn và ít xuất hiện ở các hội nghị, hội thảo, nhưng bà Thảo hay dành thời gian cho các diễn đàn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ, sinh viên. Bà quan tâm đến thế hệ trẻ Việt Nam từ xây dựng chương trình Chắp cánh yêu thương, mỗi năm trao tặng hàng loạt học bổng khuyến khích học trò nghèo đến trường, trao áo ấm cho trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Nữ doanh nhân này cũng từng gây dựng 10 năm đồng hành cùng bộ môn thể thao trí tuệ qua giải cờ vua quốc tế HD Bank. Từ đấu trường đó đã làm nên thành công của những tên tuổi kỳ thủ Việt Nam như Quang Liêm, Trường Sơn, đồng hành cùng cờ vua và bóng đá Futsal HD Bank để góp phần cải thiện, nâng cao thể chất của người Việt trẻ. Người phụ nữ của gia đình. Cứng rắn trên thương trường, kiên định trong từng bước đi, nhưng bà Nguyễn Thị Phương Thảo lại được đồng nghiệp nam nể trọng, đồng nghiệp nữ ái mộ, bởi không chỉ chăm lo cho đời sống nhân viên từ xa mà còn rất gần gũi, không bao giờ từ chối chụp ảnh chung với nhân viên. Lãnh đạo cùng lúc cả hãng hàng không Vietjet,
ngân hàng HD Bank và nhiều doanh nghiệp khác. Đối với nhiều người có lẽ đã là quá sức tưởng tượng, thời gian dành cho gia đình hẳn là xa xỉ. Thế nhưng với nữ CEO Nguyễn Thị Phương Thảo, gia đình vẫn được đặt lên hàng đầu. Đằng sau những phút cứng rắn trên thương trường, người phụ nữ có bàn tay sắt này cũng là một người mẹ, người vợ tràn đầy tình yêu thương. 30 năm chinh chiến trên thương trường có lẽ đã cho bà không ít kinh nghiệm sống còn, rằng với bất kỳ ai, dù ở đâu, làm gì, thì gia đình vẫn là thứ thiêng liêng nhất cần phải giữ gìn và quý trọng. Trên thương trường có thể là những cuộc chiến cân não, nhưng khi trở về ngôi nhà thân yêu, bà lại đằng sau cánh cửa những lo toan bộn bề, bà lại thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ và giữ gìn tổ ấm của mình. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.